domenico quando parliamo, domenica la parliamo. Di Sicilia, roba, sono da 1 million e 1 man challenge campaign, no? Cioè, non metti campaign per ci vedi, ma lo so, e non è in sala wine, ti pare, però di sala wine, ma dai, ma. Sản phẩm đó chính là sản phẩm dung dịch vệ sinh Rosa Sexy Lady nhá. Thì hôm nay mình mới có thời gian để chia sẻ với mọi người, tại vì cũng có rất nhiều bạn ấy inbox cho mình rồi hỏi tư vấn ấy. Thì ngày hôm nay mình trực tiếp làm clip này để giới thiệu luôn. Sản phẩm này thì chiết xuất từ toàn là những thành phần tự nhiên, ví dụ như là mà thảo đấy làm cái mang nguyên nhân số đối chuyện làm cái bảo một cái tao chết học chết thiệt bài này nó rồi đi cái campaign này à ta mình sử dụng cái này thì tôi lấy mất đi cái gì đấy campaign này cũng chưa được đâu này tôi lấy đang chú ý cái campaign này chết bài này rồi tôi thì giá trị là để mấy ông nhà của gì ấy nó còn là sẽ ra cái đó muốn cho rồi chỉ số gia ấy anh ông nhau thì ta lúc nhau nên gì thì cũng thấy chưa nên gì chứ trong này phổ thông nên gì mà tôi bị phòng thì bị đó cho nên tôi sẽ ra cái đó muốn rồi tôi cũng sẽ xem nó này để phải xin được cái bộ nào mà phải.